Ai biết đây là gì không? Em thích nó. Sáng bóng, kho báu. Không, tất cả đều là cổ vật thần kỳ trong truyền thuyết. Tớ đã đọc bài trước trong quyển văn hóa và tình bạn của Eshka, tập 7. Em nói đúng, Ocelus. Đây là bùa hộ mệnh của Aurora, bùa may mắn của Miraz, mũ giáp sắt của Esler, cường miệng của Rovers, vỏ của Knut Broker và áo choàng của Clover Clever. Và tất cả những viên ngọc này là thật, không phải vì tớ đã nếm thử chúng đâu. Công chúa Celestia đã tặng chúng cho trường của ta vì chúng đại diện cho sự đa dạng văn hóa của các học sinh. Chúng ta sẽ học về các cổ vật trong một trò chơi săn kho báu thần kỳ. Đó là trò gì của ngựa à? Các em sẽ lập thành cặp để đi tìm những cổ vật được giấu đâu đó ở trong trường. Đội nào tìm được nhiều cổ vật nhất sẽ giành giải thưởng là một chuyến tham quan kho lưu trữ Cantalos cùng với công chúa Celestia. Học và chơi, còn gì tuyệt hơn thế không? Cậu ở dưới nước quá lâu rồi đấy. Gallus và Silverstreams, các em là cặp đầu tiên. Sao thế? Họ là một đội ăn ý mà. Tại sao chị lại phát sáng? Chờ đã, các cậu cũng được gọi cho chuyến đi lần này à? Chắc là rất quan trọng. Và xa quá. Phải mất nhiều ngày mới đến được nơi đó. Các cậu biết có nghĩa là gì không? Sẽ không còn giáo viên ở trong trường nữa. Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, ý nghĩa thực sự của tình bạn là gì? Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, tôi từng tự hỏi tình bạn là gì, cho đến khi bạn chia sẻ sự diệu kỳ của tình bạn cho tôi. Phiêu lưu kỳ thú, nhiều niềm vui, một trái tim đẹp thật thà và mạnh mẽ, chia sẻ sự tốt bụng. Đó là một việc dễ dàng và phép thuật cho phép chúng tôi làm điều đó. Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, mọi người có biết mọi người là bạn thân nhất của tôi không? Bộ phim Chú ngựa nhỏ tình bạn diệu kỳ. Ta có cần cho học sinh về nhà không? Hay là đưa các em ấy đi cùng một chuyến du ngoạn? Trong lúc lớp tớ đang học về kỹ thuật trần vải ư? Không được, sẽ hỏng hết các đường vải may dở. Vấn đề là chúng ta còn không biết sẽ phải đi trong bao lâu. Đừng lo mọi người, tớ đã có một kế hoạch dự phòng cho tình huống này rồi. Cậu muốn tớ làm hiệu trưởng? Cậu là lựa chọn hoàn hảo. Cậu là một nhà lãnh đạo tốt, có kiến thức về tình bạn. Tớ tin rằng cậu sẽ vận hành trường cũng tốt như tớ vậy. Đó là một trọng trách lớn đấy, Twilight. Đó là lý do tớ đã chuẩn bị mọi thứ cậu cần. Thời khóa biểu, quy định cho trò săn kho báu, thực đơn bữa trưa cho 6 tháng tới. 6 tháng? Cậu không thực sự sẽ đi lâu đến thế, đúng không? Và Spy, nếu thứ cậu cần không có trong tài liệu, thì Spy có thể giúp cậu. Thế sao không cho cậu quản lý luôn đi? Không, cảm ơn nhé. Làm công chúa thay Twilight đã đủ mệt rồi. Tớ sẽ giả vờ hiểu câu vừa rồi, nhưng nếu đó là điều cậu muốn, thì tớ hứa sẽ không làm cậu thất vọng. Tớ biết có thể tin tưởng cậu mà. Tuyệt. Để xem sẽ có chuyện gì đón chờ tớ. Chào nhé, Rarity. Và chào mọi người còn lại. Hãy quay lại sớm nhé, xin cậu đấy. Hả? Tôi rất ghét phải nói lời chào tạm biệt. Cảm giác như trái tim vỡ vụn từng mảnh. Discord, quả là một sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh đến ngôi trường mới, đúng không? Ôi, tôi không được mời tới lễ khai trương à? Ngày gia đình và bạn bè, lễ tốt nghiệp, tôi không để ý đấy. Ít nhất thì anh cũng ở đây rồi. Mà tại sao anh lại ở đây? Tất nhiên là để thay Twilight làm hiệu trưởng. Tôi có nghe đến một bài hát hoành tráng về ngôi trường này, tự tạo luật riêng cho mình, và đó là sở trường của tôi đấy. Thế chắc anh phải nghe là Starlight sẽ làm hiệu trưởng. Thật ư? Tôi cứ nghĩ đó là một hiểu nhầm. Không phải đâu, Twilight đã chọn tôi, và cậu ấy để lại một bản hướng dẫn rất cụ thể để tôi làm theo. Thế chắc cô ấy sẽ không phiền nếu tôi thêm vài gợi ý nhỏ. Điều thứ nhất, không cần phải có trọng lực.
Điều thứ hai, linh vật của trường là một con khỉ đuôi sóc thuận hai tay. Không đời nào, tôi đã hứa với Twilight là sẽ làm theo chỉ dẫn của cậu ấy, nên cảm ơn. Nhưng tôi không cần đâu. Thật ư? Để xem cô có thay đổi suy nghĩ không nhé. Ôi không, khi chúng tớ chơi với Trần Tinh vào ngục tối, anh ấy cũng kéo dài chữ ư như vậy. Và chuyện sau đó thường không ổn. Đừng lo Spy, Discord và tớ là bạn lâu năm đã từng cứu Edgar. Anh ấy sẽ ổn thôi. Tiếp theo trong danh sách của Twilight là gì? Được rồi, tớ đã giấu các cổ vật cho buổi căn kho báu và đặt mua văn phòng phẩm cho trường vào tuần tới. Bây giờ cậu chỉ cần lên lớp thôi. Cảm ơn Spy. Có khi chúng ta sẽ vượt qua vụ này một cách ổn thỏa. Vào đi, vào đi. Cô sẽ khiến lũ mối điện thoát ra đấy. Mối điện? Discord, anh làm gì thế? Không ai trực ở bàn tay cô. Hãy tưởng tượng Twilight sẽ nói gì. Sao cậu có thể làm vậy, Starlight? Cậu đã phá vỡ niềm tin và khiến tớ thất vọng hoàn toàn. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Với lại, hy vọng cô thích phô mai Lemberger. Tôi đã đem về rất nhiều, đủ dùng cho một năm, đặt ở phòng giáo viên. Chúng tôi sẽ lo từ đây, Discord. Hãy đi nghỉ ngơi và uống một tách trà ở nhà đi. Chỉ cảm ơn thế thôi ư? Sau khi tôi đã thuê những giáo viên dạy thay này cho cô. Thực ra cũng khá có ích đấy. Đó là điều tiếp theo trong danh sách cần làm. Anh đã thuê giáo viên nào? Họ gọi làm bạn. Vì các em phải bắt các loài vật trở thành bạn của em. Hãy thể hiện đi, em bò. Làm bạn tôi. Nói lý nhí thì tôi không nghe gì đâu. Làm bạn tôi. Tôi thà nói chuyện với đầu gối còn hơn. Làm bạn tôi. Đó không phải là cách Twilight dạy về tình bạn. Thế này mà là dã ngoại ư? Chả đá đâu. Lạnh quá. Giờ thì nóng quá. Còn giờ thì giống vị trà quá. Thế mà cũng tự gọi mình là bạn tốt à? Chắc chắn đó không phải là cách Twilight dạy. Anh thuê một cái cây làm giáo viên ư? Cái cây đang rảnh. Các cậu ơi, đó không phải là một cái cây bình thường, mà là một cái cây rồng hát xì. Khoan, khoan đã, bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Làm bạn tôi. Ôi trời ơi, có vẻ như cô mất kiểm soát rồi. Twilight sẽ rất là thất vọng với cách cô đang làm, hoặc đúng hơn là phá hỏng ngôi trường này. Discord, tất cả là lỗi của anh. Của tôi? Tôi tưởng cô mới là người cầm đầu. Nhưng tôi rất sẵn lòng nhảy vào giúp cô nếu cần. Điều tôi cần là anh rời đi. Vui chưa? Thôi nào Discord. Anh biết ý cô ấy không phải là thế mà. Thôi được rồi, kể từ giờ tôi sẽ không cố giúp nữa. Không bao giờ. Cảm ơn Spy. Hy vọng anh ấy sẽ không quay lại. Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ nghĩ anh ấy đang thử thách cậu. Tại sao? Tớ tưởng chúng tớ là bạn. Đó là việc anh ấy hay làm, kể cả với các bạn ngựa hoặc rồng mà anh ấy yêu quý. Thôi vậy, tớ đã sẵn sàng đối phó với Discord. Tớ bảo với Twilight là sẽ làm tốt và tớ sẽ giữ lời hứa đó bằng bất cứ giá nào.
chào buổi sáng học sinh. Có một chút thay đổi kể từ khi các giáo sư phải đi làm nhiệm vụ ở xa, nhưng chị đã tuyển giáo viên mới. Từ bây giờ, mọi việc sẽ trơn tru. Đã đến lúc bắt đầu học rồi, và đừng quên chiều nay có buổi săn kho báu nhé. Kính chào các loài vật. Ghế này có ai ngồi chưa? Chào mừng cả lớp. Các em có thể gọi chị là giáo sư Chichi vĩ đại và... Thật là bất lịch sự. Tôi phải nghe đã. Alo. Ôi, không phải chứ. Rồi cậu nói gì? Không phải chứ. Discord. Tại sao anh ở đây? Tôi là học sinh đến học về tình bạn, trừ khi cô nghĩ cô không đủ giỏi để dạy tôi. Tất nhiên là đủ rồi. Không được gọi điện thoại bằng hoa quả trong lớp của tôi. Phép thuật là nguyên tố quan trọng nhất của tình bạn. Nên hôm nay, chị Tishy vĩ đại và quyền năng sẽ biểu diễn một chương trình ảo thuật. Tôi đang học được nhiều quá. Các bạn cũng thế chứ? Discord. Alo. Gói cước trả sau là gì? Chạy một vòng đi cả đội. Thực ra bọn em vừa hoàn thành bài luyện tập của giáo sư Spritford. Có vẻ như ai đó cần động lực. Tớ chưa bao giờ chạy nhanh như thế này. Tuyệt vời quá. Huấn luyện viên ơi, bọn em cần nghỉ. Tình bạn là về sự thật thà, nên hãy tin tôi khi tôi nói chúng ta không được dừng lại. Jonah, không thể chạy nhanh hơn được. Discord đủ rồi. Gây nguy hiểm cho sức khỏe học sinh là không thể. Tôi không biết tại sao anh đang cố phá lớp học, nhưng dừng lại đi. Tôi không chắc đâu. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Bình tĩnh nào Starlight, Discord là bạn của cậu nhớ chứ? Nhưng anh ấy không hề hành xử như bạn tớ. Cậu ấy nói đúng Discord, anh có vấn đề gì vậy? Vấn đề của tôi chính việc Twilight đề cử một con kỳ lân ham quyền và kém cỏi đứng lên vận hành một ngôi trường. Đừng lo, chị chỉ trục xuất anh ta ra khỏi khuôn viên trường học mãi mãi. Anh ta ổn. Điều đó sẽ làm mọi việc tệ hơn đấy. Tại sao cậu không nói chuyện thẳng với Discord? Bởi vì anh ấy nói đúng, tớ là một hiệu trưởng tồi. Không phải đâu, Discord chỉ đang là... Discord. Có thể, nhưng không hiểu sao việc tớ nắm quyền lại khiến anh ấy khó chịu đến thế. Chúng ta có thể tìm hiểu sau khi trò săn kho báu kết thúc. Đi nào! Trong trò săn kho báu chiều nay, các em phải lật lại lịch sử của các cổ vật để tìm nơi chúng được giấu trong cung điện. Khi tìm thấy cổ vật, hãy chạm vào nó bằng một lá chắn thần kỳ để theo dõi điểm của mình. Twilight đã để lại danh sách các cặp đi săn cho cậu. Tớ sẽ đi phát lá chắn. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu săn! Đi nào, chúng ta có thể lên đài quan sát của Twilight để theo dõi. Hy vọng cậu biết mình đang đi đâu. Tới mũ giáp của Jessler. Thế cũng được. Trong sách nói là Jessler là một chiến binh bỏ Tây Tạng đáng kính. Bất kỳ kẻ thù nào khi nhìn thấy ông ấy sẽ hạ vũ khí súng và hòa giải. Tớ nghĩ cổ vật của ông ấy phải ở trong bộ áo giáp sắt này.
Tớ đoán là cái đó. Hay lắm, đã tìm được một. Còn 5 cái nữa. Ôi, Ocelus và Smurder đã tìm thấy cổ vật đầu tiên. Quản đã, cái gì thế? Tớ không nghĩ đó là một phần của trò săn kho báu. Ngôi trường bị ma ám rồi. Không hay tí nào cả. Chúng ta nắm chắc phần thắng rồi. Tớ nghi lắm. Nhưng ít ra tớ biết một trong những cổ vật đang ở đâu. Tớ thấy Spy giấu nó hôm qua. Vương miện của Grover ghi điểm. Họ nói nó có phép thuật và vua Grover dùng nó để trở thành người đầu tiên trị vì Richford Thorns. Tớ biết khá là ngầu đúng không? Cậu có chú ý trong giờ. Cái gì? Nếu cậu dám nói với ai? Ôi, tranh vẽ 3D. Chắc chắn là Disco rồi, thật không ổn. Tớ tưởng cậu đã trục xuất anh ấy ra khỏi trường rồi. Chỉ là thân xác anh ấy thôi. Có vẻ như linh hồn của Disco có thể đến và đi như thường. Đi nào, chúng ta cần ngăn chặn việc này. Bằng cách nào? Xin lỗi nhưng tớ không nghĩ phép thuật là câu trả lời đúng để chống lại Disco. Lần này tớ sẽ không dùng phép thuật nữa. Jonah phải tìm gì? Vỏ của Knook Blockers giống như vỏ sò, nhưng nếu thổi vào nó, cậu sẽ gọi được một con rồng. Có một bài thơ rất hay trong sách của chúng ta về nó. Hãy trèo lên đỉnh cao với đôi cánh của rồng. Trèo cao như bậc cầu thang vậy. Jonah sẽ tin lời ngựa. Chuyện gì đang xảy ra thế? Ôi, Jonah không biết, nhưng Jonah không thích trò săn kho báu. Tất cả dừng lại đi. Nhưng trường bị ma ám. Không phải ma ám đâu, mà là Disco. Hiệu trưởng Starlight nhìn tôi đi. Tôi thắng trò săn kho báu rồi. Tôi giỏi quá. Bây giờ giải thưởng là gì? Phạt ở lại trường. Chán quá nhỉ. Disco, anh không thể tiếp tục gây sự ở trường học. Ngược lại đấy, tôi nghĩ tôi có thể và sẽ tiếp tục. Vậy thì tôi chỉ có một điều để nói với anh. Nói đi. Tôi xin lỗi. Cái gì? Tôi phải dừng suy nghĩ như một hiệu trưởng và bắt đầu suy nghĩ như một cố vấn để nhận ra vấn đề. Anh cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Không ai mời anh tới thăm trường. Và khi ai đề xuất giúp đỡ, tôi đã không lắng nghe. Tôi đã quá lo về việc phải làm mọi thứ theo cách của Twilight mà không nghĩ rằng mình phải là một người bạn tốt. Tôi muốn xin lỗi về điều đó và mời anh làm hiệu phó. Hả? Thật ư? Cái gì? Tại sao? Không. Anh ta ư? Tôi chấp nhận. Tôi có thể tìm thời gian rảnh trong lịch trình bận rộn của mình để giúp cô. Nhưng tôi cần văn phòng riêng, phụ cấp công tác, chỗ để xe riêng. Anh không hiểu rõ ngành giáo dục rồi. Lần tới nếu muốn điều gì, anh cứ hỏi nhé. Nhưng thế thì chúng ta sẽ bỏ lỡ những hiểu nhầm vui nhộn. Này, cẩn thận đôi cánh. Bây giờ thì hiệu phó, anh giúp tôi ổn định lại trò săn kho báu này được không? Tất cả đều đã được đem trở lại. Với một vài bất ngờ nhỏ nhỏ. Disco, không thể tin anh đã lừa chúng tôi đi một chuyến phiêu lưu tình bạn không có thật. Ồ, quay lại sớm vậy sao?
Thần chú phát sáng trên dấu duyên của chúng tôi. Lệnh triệu hồi giả từ bản đồ. Này, ít nhất chúng ta được đi khám phá một hang động rất sâu với những con giun khổng lồ không mắt đuổi chạy bạt mạng. Ôi, Luna rất vui vì mọi người quay lại. Cảm ơn vì đã lo cho ngôi trường Starlight. Đó là một thử thách. Nhưng mọi chuyện cuối cùng lại ổn theo cách mà cậu thường xử lý chúng. Thế có nghĩa là anh không phải là hiệu phó nữa. Ôi trời, tôi vừa đặt mua danh thiếp xong.